Do có mật độ phương tiện đông đúc nên trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thường xuyên diễn ra cảnh kẹt xe. Nhất là mỗi khi có tai nạn hay là va chạm giao thông xảy ra thì tình trạng ùn tắc càng nghiêm trọng hơn. Và dù va chạm giữa hai xe container khiến giao thông tê liệt mà chúng tôi thông tin ngay sau đây là một trường hợp như vậy. Khoảng 10 giờ 30 phút trưa hôm qua, xe container biển kiểm soát 51C25190 chạy trên đường vành đai đông hướng từ cầu Phú Mỹ về dòng xoay Mỹ Thủy. Khi còn cách cầu Kỳ Hà 2 thuộc phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh khoảng 200m thì xảy ra va chạm với xe container biển kiểm soát 51C56577 đang rẽ phải từ một kho cảng gần đó ra đường vành đai đông. Sau va chạm, hai tài xế đứng cãi nhau. Hai xe container nằm chiếm hết diện tích mặt đường khiến giao thông qua khu vực tê liệt. Đến khi lực lượng cảnh sát giao thông có mặt, hai tài xế mới chịu di chuyển phương tiện ra khỏi hiện trường.